Đây, cả nhà đang đứng ở Bà Giọt Sky, 84 tầng cao nhất Bangkok. Đây là tầng, đây là tầng 84. Tạm tới tầng 84 của Bà Giọt Sky. Tòa nhà xoay vòng vòng khắp Bangkok. Xoay vòng vòng để nhìn khắp Bangkok luôn. Tòa nhà Bà Giọt Sky cao nhất Bangkok, 84 tầng. Đây là tầng thứ 84. Đây là tầng thứ 84. Ben đội nó con hổ ba mùa. Nói đi, đây là đang đâu đâu đâu? Đây là đang ở Bà Giọt Sky. Tầng thứ 84 cao nhất Bangkok. Đây là tầng thứ 84, nhà hàng là chỗ là tầng xoay. Để thấy được còn màu cả Bangkok. Quá cao, 84 tầng quá cao. Tối rồi rất là đã, rất đẹp.